Ở đây mình có trứng luộc rồi nha. Với lại mình sẽ cho nhiều tỏi vô. Mình sẽ cho vô hạt nêm chay. Mình sẽ cho vô 1 muỗng rưỡi đường. Tiếp theo mình sẽ cho vô bột xá xíu của Thái Lan nha. Cái bột này 30 ngàn một gói á. Rồi giờ mình sẽ cho nước vô. Mình sẽ cho nhiều nước vô sắp mặt trứng luôn nha, để mình kho cho nó cạn xuống. Mình sẽ cho vô đây một ít nước tương nha. Rồi giờ mình sẽ nấu sôi cái phần trứng này lên. Rồi nếu mà mình ăn cay được thì mình sẽ cho ớt bột vô nữa nha, hoặc là ớt tươi cũng được. Cho ớt vô nó sẽ rất là ngon. Mình thích ăn tiêu thì mình cho tiêu. Tại vì mình có cho con chó nhà mình ăn nữa nên mình không có bỏ ớt được. Cay quá, ăn cay tội nghiệp nữa. Rồi giờ nước của mình sôi lên là mình sẽ giảm lửa liu riu nha. Mình giảm lửa riu riu, mình kho cho nó đến khi nó cạn hết nước luôn là được nha. Bây giờ nước đang rất là nhiều, mình phải kho cho đến khi nó cạn hết nước luôn. Thì lúc đó trứng của mình nó mới săn lại, nó mới ngon được nha. Mình sẽ cho dầu ăn vô nha, mình cho rất là nhiều dầu ăn vô. Mấy cái món kho mình phải cho nhiều vô ăn vô thì nó mới béo ngon được nha. Mình kho lửa nhỏ, thỉnh thoảng mình đảo để cho cái trứng mình nó ngấm đều gia vị. Rồi giờ mình sẽ kho liu riu cho đến khi cái phần trứng của mình nó cạn hết nước. Rồi mình mới đem mình sấy lò nướng nha. Đó, mình kho cho đến khi cái nước nó sệt như thế này luôn nè. Mình vừa kho vừa đảo đều nha. Thỉnh thoảng mình đảo đều để cho nó đừng có bị khét, mà cái trứng của mình nó thấm đều gia vị nữa. Cái mùi nó rất là thơm luôn. Rồi tới khi mà gia vị nó đã rút hết vô rồi, bây giờ chỉ còn dầu thôi à. Giờ mình sẽ vớt trứng ra cái mâm mình đem đi sấy là nướng nha. Rồi sau khi mình vớt trứng ra cái mâm rồi, bây giờ mình sẽ đi sấy lò nướng nha. Rồi đây là trứng của mình sau khi mình bỏ vô cái lò nướng mình nướng xong nè. Mình nướng nhiệt độ là 150 độ C nha. Mình nướng 6 tiếng đồng hồ là nó khô lại như thế này. Trứng ăn rất là thơm ngon nha. Nó dai dai mà nó thơm, cái mùi xa xíu mà nó thơm ngon lắm. Nói như vậy là mình đã làm xong cái món trứng kho khô rồi đó. Cái này mình làm theo kiểu Trung Hoa nha, rất là ngon luôn. Mình ăn với cơm á, mình ăn vặt thì nó hơi mặn nha.